Alo, xin chào các bạn. Trong cái video này thì trường sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao mà chúng ta sẽ tăng view và tăng sub cho một cái video. Thì trường đã có chia sẻ với các bạn ở một cái video trước là cách làm sao mà chúng ta chạy quảng cáo tăng view với giá 1 đồng. Đấy là cách chạy quảng cáo tăng view bằng trust view, tức là nó chỉ có view mà không có sub. Thì hôm nay thì trường sẽ hướng dẫn các bạn một cách quảng cáo khác cũng từ Google, một cách chúng ta có thể là quảng cáo tăng view tăng sub. Thì đầu tiên, đối với những bạn mà đã có kênh bật kiếm tiền, ví dụ như là kênh Lê Văn Trường này đã liên kết bật kiếm tiền, không biết các bạn xem, nhưng trường để chắc ăn thì trường đã up lên một cái video. Đây là cái video mà trường mới up lên và chuẩn bị hướng dẫn các bạn với video này. Khi được up lên thì trường để chế độ không công khai ha, và trường sẽ tắt chế độ kiếm tiền đi, tắt chế độ kiếm tiền, trường sẽ không để chế độ kiếm tiền nha các bạn ha. Và sau đó trường xuất bản nó. Khi nào trường chạy quảng cáo xong thì trường mới công khai nó. Đó là cách mà trường thường chạy quảng cáo với một video đang ở trên kênh mà kiếm tiền. Còn các bạn như thế nào thì các bạn có thể làm tùy các bạn à. Rồi, nhưng mà theo kinh nghiệm của trường thì nên làm như vậy. Ok, để chạy quảng cáo thì các bạn đã theo dõi kênh của trường nhiều rồi, thì trường hướng dẫn rất là nhiều. Các bạn có thể vào cái kênh của trường và chúng ta có thể xem được những cái quảng cáo Google AdWords trường đã hướng dẫn từ trước đó khá là nhiều rồi. Ok ha, đây giao diện mới trường đã hướng dẫn rất là nhiều, Thì đó là do cái thì các bạn có thể là vào đó xem có một cái hướng dẫn chi tiết đấy các bạn. Đây này, bài số 2 à. Rồi, để quảng cáo AdWords á, để quảng cáo AdWords thì các bạn cần phải có một cái thẻ đúng không ạ, các bạn cần phải có một cái thẻ Visa vào cái Gmail. Ok, trường sẽ không hướng dẫn từ đầu các bạn ha. Bạn muốn xem hướng dẫn từ đầu thì các bạn hãy xem cái bài số 2 của trường đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào phần quản trị để bắt đầu chạy quảng cáo S nhé. Rồi, bây giờ trường sẽ trở lại này. Các bạn vào S.google.com. Và chúng ta sẽ chạy với cái video này ha. Cái video này cũng khá là hay đấy, các bạn có thể là xem, trường sẽ public nó sau khoảng nửa tiếng nữa. Nó thuộc bài 23 trong cái khóa học mà xây dựng đế chế ngàn đơn từ YouTube của trường đấy. Đây là cái video webinar các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn vào phần chiến dịch này đúng không ạ? Rồi, các bạn cộng chiến dịch mới thì trường đã có hướng dẫn các bạn là cách quảng cáo bằng phạm vi tiếp cận và nhận thức về thương hiệu đúng không ạ. Bây giờ trường sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm tạo một chiến dịch mà không cần hướng tới mục tiêu gì cả, mục đích của chúng ta chỉ cần tăng view thôi đúng không ạ. Tăng view tăng sub thì ai cũng được, chúng ta không cần mục tiêu gì cả đúng không ạ. Bạn click vào đó, rồi tiếp theo các bạn chọn là video ha. Rồi, bạn đợi chuẩn luôn, tiếp tục. Có thể là cái quảng cáo này nó không rẻ hơn cái quảng cáo mà trường đã hướng dẫn các bạn cách trước đó, nhưng nó sẽ giúp các bạn là kéo thêm sub ha. Rồi, ví dụ như là chúng ta sẽ đặt là một chiến dịch quảng cáo gì ạ? Là cái sale video ha. Sale video anh đề xuất. Ok. Rồi, tổng chiến dịch các bạn có thể là để tổng là bao nhiêu, hoặc là hàng ngày, thường trường để hàng ngày, mỗi ngày trường chạy từ 50 hay 100k gì đó, hoặc để 100k ha. Chạy liên tục luôn, trường để là CPV, CPV tức là cost per view, tức là chi phí tối đa trên một view là bao nhiêu đó. Thì các bạn là để mặc định luôn ha. Ở đây nó có 3 phần này các bạn. CPM, CPM mục tiêu và CPM tối đa.
CPM là tức là 1.000 lần view là bao nhiêu tiền đấy các bạn. Thì ở đây thị trường để chế độ CTV ha. Rồi ở đây thì mạng thì chúng ta sẽ list vào đối tác, thì các bạn bỏ đối tác của video ha, tức là ở nó có thể hiển thị ở website các kiểu đấy các bạn, thì nó sẽ không có lượt đăng ký thì chúng ta bỏ đi. Rồi ngôn ngữ thì các bạn chọn tất cả ngôn ngữ luôn. Phần quốc gia nếu mà để chạy tăng view đó, thì các bạn để Việt Nam hay là tất cả các quốc gia và lãnh thổ, tốt nhất là các bạn nên để tất cả quốc gia và lãnh thổ luôn ha, là chúng ta đang chạy là tăng view thôi. Rồi ở đây ok chúng ta để nguyên này đó, chạy quảng cáo để mà tăng tăng view thì rất là ok, rất dễ các bạn, tăng view tăng sub thì dễ thôi. Rồi tên quảng cáo các bạn copy này luôn đúng không, rất là nhanh thôi. Rồi nhân khẩu học thì các bạn có thể là tích bỏ, nhưng mà đây là chúng ta chạy tăng view thôi, chúng ta để tất cả. Nếu các bạn chạy á, sắp tới thị trường sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy quảng cáo để bán hàng, thì chúng ta sẽ có những lựa chọn trong đây, còn để chạy quảng cáo mà tăng view thì không cần ha. Ok đối tượng tất cả đối tượng luôn. Rồi cái từ khóa, cái chủ đề và cái vị trí đặt thì các bạn cứ để tất cả cho trường luôn. Rồi được rồi, nó có một cái đây CB view tối đa, ở đây thì các bạn đặt để mà cho nó, tất nhiên là nó khi các bạn chạy quảng cáo nó sẽ giảm xuống, nhưng mà các bạn cần phải đặt để một cái mức tối thiểu để cho nó có thể là chạy quảng cáo của các bạn. Thì thường trường đặt là nó đâu đó tầm 32 đồng, thì khi chạy nó sẽ giảm xuống rất là nhiều các bạn. Rồi đây là cái video của chúng ta chuẩn review lại nhé. Đặc biệt là những bạn nào đây nó đang đây, nó vẫn chưa thay đổi ha. Ok bạn lưu ý là khi chúng ta chạy ấy, nó rất là quan trọng. Đây là cái thumbnail các bạn này, cái thumbnail nó rất là quan trọng các bạn ha. Đây chuyển lấy link là chúng bỏ vào cho bạn xem này, chúng ta vào đây nhé. Đấy cái thumbnail nó rất là quan trọng các bạn ha. Rồi nó có hai loại, một loại có trong lùm và loại quảng cáo discovery. Các bạn click vào từng cái xem là trong lùm như thế nào, đây xem lùm là cái này này các bạn ha. Và cái dạng discovery là nó là thế này đây. Nếu mà quảng cáo tăng view á thì các bạn nên chọn ở trong lùm, còn cái dạng discovery này cái nào là chúng ta dùng bán hàng thì tốt hơn. Ok thì trường sẽ chọn trong luồng ha. Đây để tăng sub á, thì chúng ta ở cái ô là cuối cùng này, tại vì khi cái này hiện lên 6 giây là chúng ta đã tính một view rồi các bạn nhé. Rồi để tăng sub thì các bạn ở cái ô là cuối cùng này, chúng ta sẽ bỏ cái tên kênh của chúng ta, cái tên kênh của chúng ta nó sẽ như thế nào này các bạn, bạn đợi trường chút xíu ha. Trường sẽ vào Bitly tìm à. Ok đây có không? Ok, trường vào Bitly trường tìm luôn đi. Đây đây bên trường đây, ok đây là cái link này các bạn, đây trường sẽ giải thích nhé. Đây khi các bạn thấy là cái link trường gắn thêm vô cái đuôi này các bạn này, chấm hỏi nha, chấm hỏi sub confirmation là bằng 1 đấy, thì cái tên kênh của các bạn đấy, ví dụ như đây là cái tên kênh của các bạn này đúng không, nó bằng nó từ đây, đây là tên kênh của các bạn nhé. Đây đây là tên kênh của các bạn. Thì các bạn gắn thêm thêm cho trường là cái đây cái chấm hỏi 100 người hoặc là 150 người thôi. Đấy, các bạn hiểu không ạ? Đây các bạn sẽ gắn thêm cái chấm hỏi sub cảm ơn trường, cái này thì trường sẽ để dưới các bạn copy bỏ vào đấy ha. Đấy và chúng ta sẽ copy cái link này này các bạn, đây cái link này các bạn bỏ ở cái phần này
là cuối cùng á đó. Đó thì khi nó hiển thị lên đó, thì người ta click vào thì họ sẽ đăng ký kênh luôn các bạn. Ở đây các bạn chỉ để URL là hiển thị là youtube.com thôi đúng không ạ? Rồi ở đây các bạn có thể là kêu gọi hành động là gì ạ, xem ngay chẳng hạn đúng không? Rồi như vậy thôi. Tiêu đề thì các bạn có thể thay thế bằng lên trường thì mình thì để luôn. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ đặt cái tên quảng cáo là cái gì, tăng view ha, sale video ăn đề xuất. Ok, giả sử như vậy. Đây là các trường đang chạy quảng cáo tăng view cho cái thứ nhất là cái video này. Thứ hai khi họ click vào á thì họ sẽ click vào cái suất của chúng ta luôn, nó sẽ tăng vừa tăng suất và tăng view. Và cách này thì nó khá là rẻ các bạn. Nó chỉ có 32 đồng. Có thể là khi chúng ta chạy nó sẽ thấp hơn nhiều. Nó sẽ phụ thuộc vào đâu ạ? Nó sẽ phụ thuộc vào cái tiêu đề của các bạn ha. Cái thứ hai là cái đây là nó phụ vào cái hình thumbnail mà các bạn thể hiện đấy. Đấy. Bạn làm tốt hai cái đó thì nó sẽ giảm chi phí rất là nhiều. Đấy, ok. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó là chạy quảng cáo, cách chạy quảng cáo video tăng suất tăng view với chiến lược là chúng ta không có mục tiêu nào. Ok. Như vậy, tiếp theo chúng ta lưu vào tiếp tục thôi ha. Đấy. Và khi trường cho nó chạy khi nó chạy một ví dụ có thể trường cho nó chạy tầm 100, 200 hay là 300 gì đó, sau đó nó tăng lên vài nghìn view hay là chục nghìn view, trường xuất bản ra, xuất bản cái video ra thì lúc đó video này nó sẽ có độ số tốt hơn. Đó. Ok, là kết quả chưa? Rồi, cảm ơn các bạn thấy video ha. Xin chào các bạn. Và hãy nhớ hãy click vào đăng ký kênh và click vào cái chuông bên góc đây để nhận thông báo mỗi khi trường xuất bản video mới ha. Ok, xin chào các bạn.